Hey yo, xin chào tất cả các bạn, lại là Pink Lê đây. Và ngày hôm nay mình sẽ tạo ra một cuộc cách mạng cực kỳ là khủng khiếp. Đó chính là giúp con gái mình tham gia cosplay và bước chân vào con đường của những weebu, à không 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 không, mà con đường của những người yêu thích anime, manga, văn hóa Nhật Bản chân chính. Cùng với đó là hỗ trợ bán hàng cho một thành viên trong nhóm Pink Lê của bọn mình. Là ai thì tí nữa sẽ biết nha. Ok, và thường thì các bạn cosplayer sẽ xuất hiện trong những lễ hội Nhật Bản. Và lễ hội lần này lại tổ chức ở Savico Long Biên, khá là gần nhà mình. Như các bạn đã thấy thì con gái mình, bé Jin, đã lựa chọn cosplay nhân vật mà nó yêu thích nhất. Đó chính là Anya trong Spy X Family. Đấy, thấy chưa? Đã nghe không các bạn ơi? Mỗi tội răng hơi sún. Vừa bước vào fest thì đã có rất là nhiều người nhận ra Anya và xin chụp ảnh cùng rồi. Điều đặc biệt trong cái lần cosplay này là bé Jin nhà mình 5 tuổi, tính ra là cũng cùng độ tuổi với cả Anya đấy các bạn ạ. Trùng hợp thế cơ chứ. Cũng vì vậy mà lần cosplay này chắc chắn là lần đáng nhớ nhất của con bé đấy. Và ở trong cái fest thì cũng rất là ít bạn có độ tuổi nhỏ như là bé Jin nhà mình đi cosplay. Nên là bé Jin hôm nay rất là nổi bật. Đấy, mọi người nhìn Anya nhà mình có đáng yêu không này. Đấy, còn biết tạo dáng các thứ này. Ui sổ ôi, quá chuẩn Anya luôn. Vâng, và một điều cũng rất vui đối với bản thân mình đó là đi fest được các bạn trẻ nhận ra là Pink Lê. Thì hóa ra là mình cũng nổi tiếng ở ngoài đời fest đấy các bạn ạ. Đúng là đến rồi, thời đến rồi các bạn ạ. Hai bà con chưa vào bên trong nhưng đã được các bạn trẻ săn đón nhiệt tình luôn. Thật là tuyệt vời. Và giờ bọn mình sẽ đi thử vào bên trong xem có gì thú vị không nào. Nói chung là fest lần này thì cũng giống như cái lần fest trước, là có rất nhiều fan anime manga đến tham gia và còn cosplay các thứ. Mình có cảm giác là Hà Nội năm nay rất ít fest, nên là cứ có fest là người dân liên tục đổ bộ đến hay sao ấy, đông dã man, lại còn cosplay đẹp các thứ luôn. Tuyệt vời. Một bộ đồ cosplay như thế này thì các bạn ấy chắc là phải chuẩn bị từ rất sớm, có khi là phải trước một tháng luôn. Và một bộ đồ như thế này riêng tiền wig đã vài trăm nghìn này, tiền đi style lại cho giống nhân vật cũng vài trăm nghìn này, trang phục thì cũng đến cả tiền triệu, vũ khí tiền triệu. Trung bình một bộ đồ cosplay có thể lên tới 2, 3, 4 triệu đồng các bạn ạ, tùy vào chất lượng. Có bộ có thể lên đến trên 10 triệu cơ. Buổi sáng đến thì các bạn cosplayer còn phải dậy từ sớm vận chuyển đồ cosplay đến fest này, rồi là ngồi make up cả tiếng đồng hồ sao cho giống nhân vật nhất có thể. Nói chung là rất là tốn công, tốn sức để có thể có một buổi đi fest vui vẻ thành công và cháy hết mình vì đam mê. Cho nên là các bạn mà gặp các cosplayer thì cũng vui tươi lạc quan lên và đến chụp ảnh cùng nhá. Không có gì phải ngại đâu, các bạn ấy thích lắm. Đến buổi trưa thì cả nhà cũng mệt dã rời và tạt vào một quán nướng để hồi phục năng lượng các bạn ạ.
Sau khi ăn xong thì cả nhà tiếp tục quẩy tưng bừng tại fest. Đến chiều thì như đã giới thiệu từ đầu thì mình sẽ check qua thử xem có một thành viên trong team đang bán hàng ở Fest như thế nào rồi. Và nhân vật lần này đó chính là đó chính là ông em Roy đấy các bạn ạ. Hôm nay thì Roy có một gian hàng bánh ngọt ở đây, và hiện tại nhìn mặt thì tôi cũng đoán được là cái gian hàng này đang hơi ế. Cũng phải thôi, vì người ta đến Fest này để ăn mì ramen, ăn tokoyaki hay là ăn các loại thứ liên quan đến Nhật Bản, chứ làm gì có ai đến ăn bánh ngọt bao giờ không. Tuy nhiên là rất may mắn cho thằng em Roy là đã có tôi ở đây nha, nên là tôi sẽ giúp và hỗ trợ bán hàng cho thằng em. Anh em hãy nhìn khả năng là seller bán hàng của tôi đây này. Đấy vâng, và nhờ có tôi mà gian hàng của ông em Roy đã chật kín người mua hàng. Thế nếu mà bán hàng không kịp, về một cái đã hết sạch hàng rồi. Mọi người thấy cái bố con tôi kinh khủng không nào? Đấy. Có lẽ là một buổi đi fest cũng dừng lại ở đây thôi. Và hy vọng là sẽ có những cái buổi fest khác, và bé Jin sẽ lại tiếp tục cosplay các nhân vật mà bé yêu thích. Hy vọng là sẽ gặp lại các bạn trong những cái vlog mới nhất của mình nhá. Còn giờ thì hai bố con mình xin phép được. Bye bye, tạm biệt nhá. Đây, dầu nhân dịp năm mới 2023 thì Pinh Lê xin được chúc các anh em Pinh Chi Linh luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công, sức khỏe, may mắn và lật kèo thật nhiều nha. Đừng quên subscribe.